Mình thọ pi đã từ ai cô ban bà hai chìa mà tật chìa hay là lộ của nhóm mô thà. Cái ôi ôi. Tôi thấy bông phôn đỏ thế ở ngày nay phôn này ở mà thoa là lộ bông phôn bờ đồ. Khánh yên. À là ư tỏ. Tầm. Ok, bông phôn đỏ thế này ở lộ đài thay chư phê này ta còn ở đất xa tập của nó ban thọt ở lỡ cô bê chìa đấy. À muối này cô bê chìa đấy bông phôn. Đây là muối nó có chìa này nụ. À muối này. À muối này có chìa, à muối này chìa dùi. Đất xa tập bàn bông phôn dương prap. Ờ, ai đã tất cả cua thật ở chân á. Bà sân chơi bông phôn đó khá nhé. Bà sân chơi bông phôn đó thì mà lộ chư phân này đấy bông phôn cua tại cô tất cả cô việc thật. Không ta bông phôn mà đã tất cả cô chả ăn bề để đã ta mà mô mà này. Chân mình thọ bì đã tất cả cô bàn bà chia mà tất. Từ bì tất ấy nắng cứ bì chia ấy. Hay ờ nên chỉ sát ở lộ của nhóm mô thà cầm ít dù biết mà khuôn chìa ngày ai mà khuôn bị bệ khai rồi có buôn khai ý đang ngủ hồn hay ở dưới lúc tôi sắp nhóm bị thật lên sao chạm từ đấy ta chỉ việc chẳng khôi camera thì ngủ hồn ấy vì chứ mô cầm ít hãy bố ai ta khơi nhóm bố là hốt ở đà lạt bố đi khơi bố còn lại là xa ní vì mẹ nó trung về đi trung viên là lờ anh ấy trung sao thì vẫn bỏ muốn nhôm cho mà lột cho ra anh ấy vẫn hay ở đời xa tại xa muốn nâng nhôm về lề nhỏ tới hay nó sao tập pi nâng để pi nẹp bóng phun về nâng tục tập pi nâng để hay bà muốn nó vinh rồi muốn nó nó camera nâng mà camera đây cho camera đây cho anh thọt ở thế chứ bằng cơ mấy mấy ô ô ngợp của bà cơ mấy bởi vì thơ linh lăng chứ một cầm mịt pin đã bông bồn à nó nền nó mở ra khơi em phô nằm mỗi nắng nì hay bàn chi phân ách bàn đã tất cả cô phát nè tất cả cô ôi phát bàn chi nó xót tập bí nó không phô nơi ở mẹ lọc nà thì vì tố nó mẹ ở phân nông phô mẹ chụp nè vì tố phai bye bye.